Hello tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh cho mọi người để cập nhật được những video về nông thôn ha, cũng như là những mô hình làm vườn. Hiện nay thì quay cho mọi người xem về cái mô hình là trồng núm rơm nè, cũng như là chia sẻ cho mọi người về kỹ thuật. Trước đó thì đã nói về lý thuyết một cái video trước đó rồi, các bạn có thể là xem lại ha. Thì ở đây thì nguyên liệu là trồng núm rơm các bạn là rơm là chính nha các bạn ha. Các bạn có thể sử dụng cái mọt cưa hoặc là cái bèo cũng vẫn được, nhưng mà thông thường là nên chọn là rơm nha mọi người ha. Thị trường bán là 32 cho đến là 35 ngàn cho một cuộn rơm. Và các bạn mua cái rơm này về và các bạn ủ ha. Mình ủ trong vòng là 10 ngày là mình có thể là mình đem ra mô như thế này nha các bạn. Mà để xác định được cái rơm của mình mà nó có đạt tiêu chuẩn chưa thì mọi người sẽ nắm một cái miếng rơm lên nè. Mọi người sẽ thấy ha, và nó sẽ khô nha các bạn ha. Nó chỉ cảm giác hơi ướt cái tay của mình thôi. Còn nếu như mà nó mà còn chảy nước là nó chưa có đạt cái tiêu chuẩn về cái nguyên liệu nha mọi người. Trước đó thì mình đã nói rất là kỹ về cái vấn đề là rơm này rồi, các bạn xem lại. Thì đó là cái vấn đề là rơm. Còn tiếp tục là về cái vấn đề là meo nè. Thì các bạn có thể là mua một cái meo ha, mà cái gói meo của mình các bạn là nó phải ra được cái mùi thơm như cái núm rơm vậy đó, là nó mới đạt. Với lại là cái tơ trắng của nó thì nó phải chạy đều ở trên cái bọc meo. Các bạn tránh là cái trường hợp mà nó bị móc xanh ha. Nếu như là nó bị móc xanh, các bạn là khi mà mọi người xuống mô như thế này nè là nó sẽ bị lây thôi. Và cái thời gian mà thu hoạch cái núm rơm của mình các bạn là từ là 13 ngày là mình có thể là mình cắt cho cái đợt đầu tiên rồi ha. Mình sẽ ăn từ cái bữa 13 nè, 14 nè, 15 nè, có nghĩa là nửa tháng là mình đã thu hoạch xong cái đợt thứ nhất. Và chúng ta sẽ nghỉ là từ 7 cho đến 8 bữa, tức là tuần lễ các bạn, thì chúng ta sẽ cắt cái đợt thứ hai. Và tiếp tục là mình cũng sẽ nghỉ là khoảng đâu là một tuần lễ nữa và mình sẽ cắt cái đợt thứ ba là xong một cái chu kỳ là trồng núm rơm. Và trồng núm rơm này các bạn thì nếu như mà anh em mà có cái nhà, nói chung là có cái xưởng này nọ các bạn, anh em có thể là chất rơm ở trong nhà luôn, rồi anh em làm meo ở trong nhà luôn, nó sẽ đạt hiệu quả hơn. Còn nếu như là trồng ở ngoài trời như thế này nè thì anh em phải chọn những cái tháng nắng ha, cái nhiệt độ nó tương đối là từ 29 độ cho đến là 33 độ thì anh em trồng thì nó mới ok. Với lại mình trồng núm rơm ở ngoài trời như thế này nè thì anh em phải mua cái vo nông nghiệp của mình á, anh em rải lên đặng cho nó sát trùng, nó diệt khuẩn các bạn, thì những cái núm dại thì nó mới sẽ không mọc. Nếu không mà sát khuẩn thì ba cái núm dại nó mọc lên là anh em sẽ khó phân biệt lắm nha. Nói chung là vậy. Về cái vấn đề mà ủ rơm này nọ đó thì anh em rất là quan trọng nha anh em ha. Thì trong cái thời gian mình ủ rơm này thì anh em phải tưới nước này, cũng như là trở qua trở lại đặng cho nó khô, nó cũng như là anh em phải bóp cái rơm lại cho nó thật sự là khô nha các bạn, nó hơi hoai á thì anh em mới ra được, không là nó cũng không có đạt tiêu chuẩn ha. Núm của mình nó sẽ không có đạt, nó không có to và nó không có bự nha mọi người. Với lại phần meo thì anh em cũng nên chọn những cái nơi mà uy tín để anh em mua ha. Cái meo của mình là nó phải là nó chảy cái tơ màu trắng và nó phải ngã nghiêng qua cái màu là muối ớt của mình các bạn, nó hơi đỏ đỏ và hửi, và là nó phải có là cái mùi thơm như cái núm rơm của mình thì nó mới đạt chuẩn, còn không là nó không có đạt đâu ha. Và là mô như thế này thì mọi người cũng có thể là xem được ha. Thì đó là cơ bản về cách mà trồng núm rơm tại nhà thôi đó. Anh em nào có ý kiến gì nữa thì anh em cứ bình luận bên dưới video, và có câu hỏi gì thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề đó ha. Rồi thì hôm nay thì quay cho mọi người xem một cái mô hình trồng núm rơm vậy. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh mình, cũng như là bạn nào chưa like á thì hãy like ha. Cơ bản thì chỉ có là cái nguyên liệu với cái meo, là hai cái đó là nó phải chuẩn, với lại là cái nhiệt độ ở đây cũng quan trọng ha, từ 29 độ C cho đến là 33 độ C thôi, là trong thời gian đó là chuẩn. Còn nếu như mà dưới đó thì có thể là núm của mình là nó sẽ không có đạt nha mọi người ha. Rồi thì mình cũng xin được là mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình.